chương 41. Thứ 41 tiếp cự tuyệt gia nhập. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trên bầu trời một án mây màu cũng không có, lam lam bầu trời, đại đại hồng hồng thái dương trên không trung treo, một giá như là chuồng chuồng như nhau hình thái máy bay trực thăng ở thái dương chiếu xuống bay về phía phương xa. Thái kho căn cứ quân sự chủ quan đại lầu ngoại, màu xanh sẫm vũ trang máy bay trực thăng xoay quanh chậm rãi đáp xuống, kình phong đem phụ cận thảm cỏ đô ép tới thấp, cuộn sóng phập phòng. Cửa cabin xôn xao một tiếng bị giật lại, một đám quân trang nam nhau nhau lưu loát nhảy xuống máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng không có lái đi, quân trang nam các cũng không có ly khai, bọn họ đứng ở ngoài cửa khoang tựa là đang đợi cái gì. Hơn nửa ngày, trong phi cơ trực thăng cũng không có động tĩnh. Quy, ngươi, thế nào còn không xuống, mau xuống. Trẻ tuổi thượng tá sĩ quan rốt cuộc không nhịn được, ló đầu với vào cửa khoang có chút không kiên nhẫn hô một tiếng, nhà, tới. Theo một tiếng lanh lãnh thanh âm vang lên, một màu trắng thân ảnh lúc này mới chậm rãi đỡ cửa khoang chậm rãi đi xuống đến. vừa đi, còn ở một bên che miệng, nhíu chặt mày, một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng. Thẩm Phi Phi chậm rãi đi xuống, trong miệng toan rất, này đó người đáng chết loại, thì không thể khai chậm một chút a, à, lão nương trên không trung bị gió to thổi nửa ngày không dễ dàng gì tiến vào cabin, máy bay lại khai được rất nhanh, còn hoảng a hoảng, vẫy a vẫy, vẫy được lão nương nước chua tỏa ra, vừa mới ăn no máu tươi đều phải theo trong bụng phiên đi ra. Bi thúc a, thẩm phi phi lúc này mới biết mình không chỉ sợ cao, còn vựng vũ trang máy bay, hơn nữa không phải một chút vựng. Mình cũng là zombie vương, thế nào còn là có nhiều như vậy nhược điểm a, thái đáng thương. Hừ, nữ nhân, quá yếu cũng kia thượng tá hừ lạnh một tiếng, kia hai cái nhăn lông mày tựa như hóa bất khai hàng băng, từ nhìn thấy thẩm phi phi liền cái dạng này lạp. Lão nương lần đầu ngồi vũ trang máy bay có được không? Những ngươi ở giữa không trung thổi nửa ngày gió to, lại sóc nảy nửa ngày, nhìn ngươi còn kiêu ngạo bất kiêu ngạo. Thẩm phi phi không chút nào tỏ ra yếu kém, lập tức cãi lại. Đô tới căn cứ được rồi, lão nương tùy thời cũng có thể đi, còn sợ hãi ngươi sao? trăng nanh khéo mồm khéo miệng tiểu nha đầu hừ thượng tá sĩ quan rất không tiếc liếc mắt nhìn thẩm phi phi tà khí tận hiển sĩ quan kia bộ dáng chọc giận thẩm phi phi thẩm phi phi mở to hai mắt nhìn khắp eo liền muốn cùng hắn quyết đấu biệt biệt đô là người một nhà không muốn cãi nhau râu quai nón hòa cái khác quân nhân vội vàng can ngăn đem thẩm phi phi và sĩ quan kéo ra cách quân đội căn cứ phòng họp lãnh lãnh nàng không ở vừa rồi còn lạnh mặt có vẻ rất nghiêm túc thượng tá sĩ quan lúc này lại rất đau xót trong mắt hiện ra vô tận bi thương thậm chí còn có chút môn lung nước mắt là tiểu lãnh hy sinh bị kia hai trí thi hại chết lúc ấy có cái trí thi xuất hiện tiểu lãnh liền xông ra khi chúng ta đuổi theo lâu thời gian tiểu lãnh đã không thấy chúng ta trục tầng tìm tòi cũng không tìm được sau đó liền gặp được rất nhiều zombie bị bao vây nhiều như vậy zombie tiểu lãnh chỉ sợ cũng lập đang đứng râu quai nón buông xuống mặt, khô cạn môi mất mấy hai cái, bất đắc dĩ lại nói, ta có lỗi, không có bảo vệ tốt nàng, ta thỉnh cầu xử phạt. Vì sao, vì sao, nhiều người như vậy bảo hộ không được một nữ nhân? Thượng tá sĩ quan nghe râu quai nón hội báo, cực kỳ giận dữ, hung hăng vỗ một cái bàn, nhảy lên nhéo râu quai nón cổ áo, tựa phải đem hắn xé nát. Nhưng lại không có đến tiếp sau động tác, qua nửa phút mới vừa thương tâm lại vô lực buông tay ra, cục hứng tọa hạ, sau đó phất phất tay, nhượng hắn tọa hạ. Đều là tiểu muội nàng thái tùy hứng, không trách các ngươi. Thẩm Phi Phi lúc này mới biết, cái kia gọi tiểu lãnh lãnh diện nữ chính là trước mắt này quan quân trẻ tuổi biểu muội này thượng tá chính là sang thi đại đội đại đội trưởng, tiêu dật. Chính là cái này người đáng chết loại, kế hoạch chủ trì đối với các nàng trảo bộ hành động thật có phải hay không người một nhà bất tiếng một nhà cát, đều là như thế kiêu ngạo, như thế vô lễ quan ba đời. Thẩm Phi Phi trong bóng tối cười lạnh, ngươi thân thân biểu muội tới bắt chúng ta, cũng được bị ta hút cạn máu, ngươi nha, chờ xem, có nhĩ hảo thụ, ha 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 tiếp được tới đề tài thảo luận lại là quay chung quanh Thẩm Phi Phi tới. Tiêu giật lên tinh thần, tỉ mỉ hỏi ý Thẩm Phi Phi tên, gia đình địa chỉ, mặc thế tiền ở nơi nào, làm cái gì sự không lớn nhỏ hỏi được cái kia tỉ mỉ như là cảnh sát nhân dân ở bàn kiểm tra hộ khẩu hỏi ngươi muội a à, thẩm phi phi thực sự là càng xem hắn việc sinh khí, càng xem hắn việc nhíu mày đương nhiên thẩm phi phi một loạt thân phận tin tức cũng đều là biên lừa hắn đây là nàng ở mấy ngày hôm trước liền nghĩ kỹ đối sách dù sao toàn bộ gian bắt đô luân hãm thập thất cửu không gian bắt các tỉnh chính phủ đồn công an cũng không có nhân đâu còn có tin cậy tin tức nhưng thẩm tra đối chiếu kiểm tra đâu, còn không phải là thẩm Phi Phi thế nào biên, tại sao là sao? Nửa giờ sau, không có hỏi ra cái gì kẻ hở, Tiêu giật lúc này mới hài lòng gật gật đầu, bắt đầu chính thức mời thẩm Phi Phi gia nhập Sang thi đại đội. Không muốn, ta mới không cần tham gia cái gì Sang thi đại đội. Ngoài mọi người dự liệu, thẩm Phi Phi cư nhiên vừa mở miệng liền cự tuyệt Tiêu giật gia nhập quân đội bộ đội mời. Vì sao? Tiểu Diệp, ngươi không phải đáp ứng ta gia nhập Sang Thi đại đội sao? Trâu Quai nóng nghe Thẩm Phi Phi lời, trừng lớn hắn kia chung đồng bàn đại mắt, lập tức kinh ngạc quay đầu hỏi nàng. Cái kia Tiêu Dật cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn Thẩm Phi Phi. Thẩm Phi Phi nguyên vốn cũng là tính toán gia nhập Sang Thi đại đội, thế nhưng dọc theo con đường này bi thảm gặp lại làm cho nàng nuốt lời. Không nói quân đội mỗi ngày thao luyện, dậy sớm ngủ trễ, mệt chết đi liền nói này sang thi đại đội nghe nói là quân đội bộ đội đặc chủng trung tinh nhuệ trung tinh nhuệ cho tới bây giờ đô nghe nói bộ đội đặc chủng huấn luyện là tất cả hoa quốc bộ đội trung cường độ tối cao là bình thường bộ đội huấn luyện lượng vài lần cũng không chỉ những thẩm phi phi này ham tự do tản mạng nhân gia nhập còn không được bị câu thúc thao luyện tử a còn có bộ đội đặc chủng muốn thường thường huấn luyện cái gì trên cao nhảy dù a thường xuyên ngồi vũ trang máy bay trực thăng bay tới bay lui hoảng đến hoảng đi a à, gì gì đó, này, này, những thứ này đều là thẩm phi phi kiên kỵ nhất kết sự tình. Dọc theo con đường này, này tội tao, vừa nghĩ tới liền sắc mặt trắng bệch trong bụng lên men, trong miệng gì đó ra bên ngoài dũng. Thẩm phi phi một đời cũng không muốn có nửa lần thứ hai. Bởi vậy, kiên quyết cự tuyệt gia nhập cái gì phá sang thi đại đội. Tiểu dịp, gia nhập sang thi đại đội có thể mấy tháng trở về Giang Bắc một lần A, à, ngươi đã quên sao? râu quai nón đem lúc trước lấy đến thuyết phục thẩm phi phi điểm nóng lại chuyển ra ánh mắt tha thiết nhìn hắn nàng hy vọng hữu hiệu không muốn chính là không muốn tham gia thẩm phi phi lúc này đầu vẫy giống như cái trống bỏi thế nào cũng không chịu lại đáp ứng hắn được rồi hôm nay liền đến này đi chuyện này ngày mai lại thảo luận cái kia thượng tá sĩ quan ánh mắt lóe lóe trong nháy mắt lại khôi phục bình thường hình như vô tâm lại thảo luận chuyện này tựa như bực bội phất phất tay kết thúc lần này nói chuyện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Thứ 42 Tiết Cưỡng Chế Nhập Ngủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngày hôm sau, sáng sớm Dương Quang theo màu trắng rèm cửa sổ khe hở trung vụn trộn chui vào, chiếu vào thẩm phi phi thơm ngọt ngủ say trong mắt thượng. Ghét, Thẩm Phi Phi mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, mí mắt cũng không mở, kéo cao chăn, đem đầu óc của mình đô che lại, nghĩ muốn tiếp tục ngủ nướng. Một, một, một hai ba, một hai ba tứ, ngoài cửa sổ truyền đến quân doanh sân huấn luyện thượng các chiến sĩ đinh tai nhất óc trận trận khẩu hiệu thanh, còn có kia quân nhân độc hữu chỉnh tề hữu lực tiến bước chân. Vòng quanh Thẩm Phi Phi ở nhà lầu kéo dài không ngừng. Phiền chết. Thẩm Phi Phi một phen sốc lên chăn bông, bất đắc dĩ mở mắt. Xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt, thẩm phi phi lại vương hai cánh tay lười biến đánh cái hà hơi, lúc này mới chậm rãi hạ. Ai, này đàn binh các ca ca a, làm gì sớm như vậy đã thức dậy. Phương Đông Thái Dương mới vừa mọc lên đến có được không, thì không thể nhiều nghỉ một lát, làm cho nàng ngủ cái lười giác sao. Tuy nói, zombie có thể không ngủ, đẳng là làm mấy chục năm nhân loại, có chút thói quen đã sớm cố định xuống, không tốt thay đổi. Thẩm Phi Phi cũng không muốn thay đổi, Phi có chuyện trọng yếu, nàng mới không cần đương con cú đâu. Nói, thức đêm đối gia thế nhưng không tốt, dễ biến lão, da phát hoàng. Nàng cũng không muốn đương tóc bạc da mồi lão thái thái nữ vương. Sang thi đội điều kiện đãi ngộ đúng như râu quai nón nói như nhau, rất tốt, rất đúng chỗ. Mỗi người đô có một đơn độc gian phòng dừng chân, tuy nói địa phương không lớn liền chừng 10 thước vuông trừ phóng cái giường, một ngăn tủ, một cái bàn, một đại sofa liền không có gì. Thế nhưng ở này lâm thời dựng trong căn cứ, gần trăm vạn nhân đô chen chút tới, rất nhiều người đều ở rất khó khăn, mười mấy nhân chen chút tại một gian phòng tử lý hoặc là căn bản cũng không có nhà ở, như vậy vừa so sánh với... Như vậy sang thi đội nhà ở Phúc Lợi quả thực có thể so với mặt thế tiền cấp 5 sao cao cấp khách sạn đãi ngộ. Thẩm Phi Phi bị xem như sang thi đội chuẩn đội viên, cũng phân một gian phòng tử cho nàng ở. Giật lại che ở phía trước cửa sổ nhẹ cắt trắng rèm cửa sổ, lại mở ra một cánh cửa sổ hộ, nhưng sáng sớm mới mẻ sáng rõ không khí lưu thông tiến vào. Thẩm Phi Phi hưởng thụ hít một hơi thật sâu, thật tốt quá, hảo tươi mát a, à, không có nhân loại đại lượng ô nhiễm không khí hành vi, địa cầu làm sạch tốc độ nhanh rất nhiều, còn có chút nhàn nhạt cỏ xanh hương vị. Ngoài cửa sổ là một từ đầu đến cuối mở ra thức hành lang, toàn bộ hành lang tầng lầu bên ngoài không có cửa sổ, chỉ có dùng ống thép hòa xi măng xây thành vòng bảo hộ, cao cao tại thượng đỉnh nhà lồi đưa ra ngoài, dùng mấy xi măng cột nhà chi khởi đến. Toàn bộ kiến trúc có chút tượng lục thập niên 70 nhà lầu, chắc dùng bền, thông suốt sáng sủa. Ân. Ừ. Thế nào hình như có luồng nhân loại thịt tươi vị, cách nàng cách rất gần. Có chút đói bụng đến phải bụng kêu rụt rụt thẩm phi phi, nhẹ nhàng trừ động một cái từ biến thành zombie hậu liền nhanh nhạy vô cùng mũi, lau sát chảy ra nước bọt, thò đầu ra tìm kiếm kia mê người thịt tươi nguồn gốc. Một cao vóc dáng sĩ quan, đưa lưng về phía nàng đứng ở lầu ba thẩm phi phi gian phòng cách đó không xa ngoại trên hành lang, song tay vịn vòng bảo hộ, nhìn về phía phương xa sân huấn luyện. Có lẽ là nghe thấy thẩm phi phi mở cửa sổ thanh âm, sĩ quan kia không quay đầu lại, trầm thấp tiếng nói hỏi một câu. Ngươi đã tỉnh. Nha. Thẩm Phi Phi ló đầu nhìn chung quanh, nhìn hành lang, phát hiện không có người khác ở phụ cận, lúc này mới xác định hắn ở cùng chính mình nói nói. Ân, ngươi đang đợi ta. Thẩm Phi Phi đã nhận ra, này khối mê người ngon miệng thịt tươi lại là cái kia từ nhìn thấy nàng vẫn cau mày săn thi đội thượng tá đại đội trưởng Tiêu Dật. Ngươi sau này có tính toán gì không? Tiêu Dật còn là không quay đầu lại, khóc khóc lại hỏi. Nói chung là ly khai quân doanh ở lại căn cứ hoặc là thượng địa phương khác đi. Thẩm Phi Phi đoán được hắn khả năng còn muốn mời chào nàng gia nhập săn thi đội, cho nên vội vàng lên tiếng ngăn chặn hắn. Nàng cũng không muốn tượng này đó binh các ca ca như nhau, trời còn chưa sáng liền bò dậy, 121, 121. Người đâu cũng không đi được, chỉ có thể ở chỗ này nhi. Tiêu giật một cái xoay người đi tới trước mặt Thẩm Phi Phi, mắt ánh mắt lợi hại, chặt nhìn chầm chầm nàng, như là một báo săn coi chừng tức khắc con mồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Phi Phi trong lòng bỗng nhiên một nhảy, sắc mặt xoát chuyển bạch, khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ, hắn phát hiện mình là zombie vương thân phận? Tính toán động thủ. Vừa muốn, Thẩm Phi Phi răng nanh liền muốn toát ra đến, chỉ đao cũng bắt đầu chậm rãi biến trường, chỉ phải cái này tiêu giật vừa có động tác liền muốn xuất kích. Có lẽ là phát hiện Thẩm Phi Phi sợ đến sắc mặt thay đổi, tiêu giật vậy mà đắc ý khóe miệng hướng về phía trước vĩnh vĩnh lên, dương dương đầu, nói. Quân ủy mới nhất xuống mệnh lệnh, phàm là tiến hóa nhân viên, gặp được quân chính phủ phương chinh chiêu, không được cự tuyệt, phải gia nhập quân đội. Bằng không liền xử quyết. Dừng một chút lại dẫn như có như không uy hiếp tiếu ý đạo. Cho nên, ngươi chỗ đó cũng không thể đi, phải gia nhập chúng ta sang thi đại đội. Cái gì? Phải gia nhập các ngươi không có khả năng ngươi khi ta là ba tuổi tiểu hài tử đâu nghĩ gạt ta không có cửa đâu thẩm phi phi mới không tin đâu này tiêu dật cùng lãnh diện nữ là một nhà đều là bại hoại loại hình trung thằng khốn có lẽ là đoán được thẩm phi phi hội không tin hắn tiêu dật không nói gì mà là không biết từ nơi đó sờ ra một sấp tử sớm đã chuẩn bị cho tốt văn kiện nhét vào trong tay nàng chính mình nhìn một quân chính phủ phương công văn thường có văn kiện của đảng xuất hiện ở thẩm phi phi trên tay. Đề trên đầu viết 20 phương thứ ít ít hào khẩn cấp lệnh động viên, phía sau là chính văn, ý tứ chính là thời gian chiến tranh quốc gia công dân muốn thống nhất nghe theo quốc gia điều khiển, mỗi căn cứ chính thức, quân đội có quyền mộ binh phổ thông công dân hòa tiến hóa nhân sĩ ra sức vì nước, người vi phạm quân pháp xử trí, ngay tại chỗ tử hình. Hừ, đây là quản nhân loại, còn muốn quản ở nàng này zombie nữ vương sao? thẩm phi phi rất không tiếc một phen đem văn kiện của đảng ném hồi cái kia tiêu giật trong lòng nữ nhân này nghĩ cãi lời quân lệnh cùng toàn bộ quân đội đối nghịch sao tiêu giật vừa buông ra lông mày lại ninh ở tại cùng nhau ta khuyên ngươi không muốn tiểu hài tự tức giận cự tuyệt sẽ bị các đại căn cứ truy sát hơn nữa thời sự hỗn loạn một mình một người rất khó sinh tồn gia nhập quân đội chúng ta dễ dàng hơn sống sót nói không chừng còn có cơ hội tìm kiếm được thân nhân của ngươi tiêu dật lúc này hình như rất có kiên trì bị căn cứ nhân loại truy sát thẩm phi phi không sợ nàng vốn chính là zombie bọn họ vẫn đang đuổi giết nàng bất quá câu kia có cơ hội tìm kiếm được thân nhân của ngươi còn là bao nhiêu cảm động nàng bất quá thẩm phi phi thế nào lại là cái đơn giản thỏa hiệp chủ nhân không gia nhập chính là không gia nhập thế nào chiêu a thẩm phi phi dỗi, nói nàng thế nhưng kiêu ngạo zombie nữ vương, sao có thể đơn giản bị dọa ở. Đột nhiên, trước mắt thượng một khắc còn cao mày tiêu giật, lúc này lại bỗng nhiên cười, vương thật dài ngón tay, nhanh như tia chớp một phen chế trụ thẩm phi phi cầm. Hai ngón tay nhẹ nhàng đi lên khơi màu thẩm phi phi tái nhật khuôn mặt nhỏ nhắn, thở ra nhiệt khí đô hay hãy đến trên mặt của nàng, nữ nhân, ngươi không phải là bởi vì sợ hãi ta, mới không dám ở tại chỗ này đi. Tiêu giật kia tinh quan chấp động trong mắt, hàm nguy hiểm tiếu ý, lại càng như là khiêu chiến. Ai hội sợ ngươi, lưu liền lưu lại. Hơi đỏ mặt thẩm phi phi dùng sức xóa sạch tiêu giật tay, vội vàng lui về phía sau mấy bước, dỗi hô. Phi phi nữ vương còn cho tới bây giờ không có bị nam nhân như thế bắt được mặt làm càng như vậy quá có được không, chính là người kia tra la hạo cũng không nhượng hắn chạm qua. Hảo, ngươi nói, lưu lại gia nhập sang thi đại đội tiêu giật thực hiện được cười to lên, quay người lại ly khai. Lưu lại một mặt hỗn hển, lại không thích đổi ý thẩm phi phi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Thứ 43 tiết bị gạt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bị lừa, lão nương bị lừa. Thẩm phi phi lúc này mới phản ứng được, đáng chết này ba đời, vậy mà dùng phép khích tướng kích nàng, làm cho nàng lưu lại. Mà nàng, đường đường dông bi nữ vương vậy mà mắc câu. Mắt nhìn trời xanh, thẩm phi phi vô hạn hối hận, nhân ra. Bại hoại. Thằng khốn còn có không ai muốn lão xử nam. Nói chung, phàm là thẩm phi phi có thể nghĩ đến nói xấu, nàng cũng ở trong lòng họa cái quyển quyển nguyền rủa tiêu giật một lần. Một lát sau, nguyên bản còn căm giận không hẹn thẩm phi phi bỗng nhiên nở nụ cười tà ác. Hừ. Tiêu Dật, ngươi cho là ngươi chiếm tiện nghi sao? Bản nữ vương chịu lưu lại là bởi vì ngươi là cao cấp tiến hóa nhân loại, ngươi kia sơ cấp tiến hóa nhân thân thân biểu muội máu tư thế nhưng đại bổ nha, với ta tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến ngươi cao cấp tiến hóa nhân máu tốt hơn uống đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Phi cũng không tức giận, huấn luyện mà thôi, nàng zombie nữ vương biến thái thể chất còn sẽ sợ sao? Có lẽ mượn cơ hội này khắc phục một chút nhược điểm của mình, trở nên càng hoàn mỹ. Buổi sáng, sang thi đại đội phòng làm việc. Ấn cái dấu tay, muốn 10 ngón tay vân tay tất cả đều ấn thượng. "Ân, cứ như vậy." Còn có hai tay lòng bàn tay mu bàn tay cũng muốn lưu lại chỉ tay. Nhân sự chuyên viên không nề kỳ phiền căng dặn thẩm phi phi làm nhập ngũ thủ tục. "Cái gì điền bản a, ấn dấu tay a, chụp ảnh a?" thật nhiều rườm rà sự tình. Thẩm Phi Phi nhìn mình còn mang theo màu đỏ mực đóng dấu hai tay, thế nào nhìn thế nào đô thua kém nhân loại máu tươi đáng yêu, trái lại còn có chút hỉ nhi bán mình cảm giác đâu. Ân. Thẩm Phi Phi dơ dính đầy mực đóng dấu hai tay, tràn đầy thù hận nhìn về phía cái kia đem mình bắt tới làm thủ tục yêu nghiệt, sang thi đại đội đại đội trưởng tiêu dật. Chính nên thượng hắn viết qua đây sâu ánh mắt. Xong xuôi thủ tục. Cầm nói xong tiêu giật cầm lên một đại đại túi ném qua đây tạm thời không có nữ thức quân phục được thông qua xuyên đi đổi hảo quần áo đến tân binh huấn luyện ban đi báo danh bắt đầu kỳ hạn ba ngày nhập doanh điều lệ chế độ học tập bỏ xuống một câu nói tiêu giật lại không quay đầu lại đi bát giác này tiêu giật vậy mà đem nam nhân xuyên quân phục lấy tới cho nàng xuyên nhìn kia trong gương chiều cao thích hợp lại dài rộng vô cùng như là một mặt trong túi khoác lên người bộ dáng, thẩm phi phi trong lòng lại khoanh tròn nguyền rũ tiêu giật thiên 800 biến. Không có biện pháp, đành phải đem vũ trang mang hướng lý khấu vài cái mắt, khẩn lại chặt mới miễn cưỡng trác ở, phía sau lại xuất hiện một đại đại nếp uống. Hoàn hảo, quần vòng eo là nhỏ tự động căng trùng, chất lượng cũng rất tốt, không đến mức trước mặt mọi người xấu mặt. lăn qua lăn lại nửa ngày, thẩm phi phi mới đưa kia thân rộng lớn nam quân trang mặt, lại hoàn toàn không có tư thế oai hùng hiên ngang quân nhân bộ dáng, đảo như là lâm thời mặt quân trang chụp ảnh bán manh tiểu muội muội. Mang theo có chút lắc lư chụp mũ, thẩm phi phi tới tân binh huấn luyện ban báo danh. Ha ha ha, tiểu muội muội, vũ trang mang không phải như thế trác, quần áo cổ áo cũng không phải như thế quyển. Còn có, bây giờ không phải là huấn luyện trong lúc, không cần xuyên tác huấn phục, xuyên quân dụng nghi thức bình thường phục là có thể a thẩm phi phi mặc một thân phiên quay quyển nam quân trang vừa xuất hiện ở tân binh huấn luyện bang liền bị chỗ đó học tập các chiến sĩ một trận cười vang nha còn có quân dụng lễ phục hòa tác chiến huấn luyện phục khác nhau sao thẩm phi phi luôn luôn là cái cho tới bây giờ đô không quan tâm quân sự cô gái chỗ đó sẽ biết trong quân đội còn có nhiều như vậy đa dạng phục sức a thật phức tạp không khỏi có chút lúng túng cười hoàn hảo Tân binh huấn luyện ban lớp trưởng là một kinh nghiệm rất phong phú chiến sĩ, hắn cấp tốc ngăn lại tân binh viên các cười vang, kiên nhẫn cho Thẩm Phi Phi giảng giải quân đội mặt quy định, lại giáo nàng sao xuyên sẽ không có vẻ so sánh mập mạp. Cảm ơn lớp trưởng. Thẩm Phi Phi dơ ngủ chỉ mở tay phải, được rồi cái theo người khác chỗ đó xem ra chào theo nghi thức quân đội, lại bị lớp trưởng giảng giải sửa đúng nửa ngày sau được chào theo nghi thức quân đội buổi trưa, Thẩm Phi Phi tức khắc trác đến mềm mại trong chăn bất nhớ tới vì sao tham gia quân ngũ như thế yêu nói đâu đâu a à, so với trong nhà mẹ còn yêu lãi nhà lãi nhãi đã nói chưa xong kia lớp trưởng thật là có kiên trì chỉ là giảng giải quân phục chào theo nghi thức quân đội liền hao phí thẩm phi phi nửa ngày thời gian cơm trưa là một cái đĩa tử cơm hòa một mâm rau xanh còn có hai khối trứng gà đại tiểu sâu màu thịt kho xem ra như là im rất lâu thịt bò vừa cứng lại mặn thẩm phi phi nhìn lướt qua xung quanh bàn ăn mặc dù mình thức ăn rất đơn sơ thế nhưng săn thi đội thức ăn đã so với cái khác bộ đội thức ăn được rồi nhiều lắm. Cái khác đội ngũ cơm canh lý căn bản liên cái thịt băm ti đô nhìn không thấy, xem ra quân đội tình cảnh cũng không được khá lắm, ít nhất lương thực cung ứng đã xuất hiện vấn đề. Nếu không, ta lại cho bọn hắn thêm đem hỏa đâu. Thẩm Phi Phi cười xấu xa, suy nghĩ có muốn hay không đem zombie virus phóng xuất ra đến, làm cho loại căn cứ đảo quấy rối, ai nhượng cái kia tiêu giật gạt ta đâu thế nhưng chợt, nàng lại đem cái ý nghĩ này dập tắt. Từ thẩm phi phi tiến giai cấp 2 trung đoạn hậu, thân thể mình lý zombie virus nàng đã có thể khống chế được. Nói đúng là, nàng muốn cho zombie virus ra, thì có thể làm cho nó phóng xuất ra đến, không muốn làm cho nó ra, thì có thể làm cho nó ngoan ngoãn ngốc trong cơ thể, sẽ không bị nhiễm bất luận kẻ nào. Đây cũng là thẩm phi phi vì sao có thể nhân loại căn cứ nhiều ngày như vậy, trong căn cứ còn chưa có đại lượng zombie xuất hiện nguyên nhân. Mặc dù nàng là zombie nữ vương, thế nhưng nàng không phải cái lạm sát kẻ vô tội zombie, nàng là cái có giữ vững, có đạo đức, rất lương thiện hảo zombie. Thẩm Phi Phi ở trong lòng lại đẹp đẹp khen khen chính mình, lúc này mới từng ngụm từng ngụm ăn khởi cơm đến. Hai ngày, Thẩm Phi Phi xoa xoa có chút buồn ngủ đầu. Đương cái binh sao, vì sao còn muốn học tập nhiều như vậy Đông Tây A, à, cái gì binh doanh điều lệ chế độ lạp, cái gì điều lệ A, à, còn có cái gì bác chuẩn bác không cho phép, kỹ đại kỷ luật, kỹ đại hạn, còn có cái kia muốn trung thành với 20 cái gọi là trên lý thuyết học tập. Đô mặt thế, còn muốn làm này một bộ tẩy não gì đó, thực sự là tử trảo quyền, khổ thân. Hiện ở nơi nào còn có người thờ phụng này đó hư vô mờ mịt gì đó, bọn họ còn đem nhân đương đồ ngốc lừa gạt. Lắc lắc đầu, Thẩm Phi Phi lại cầm lên một sấp học tập tài liệu nhắm vào đi. Đây là cái gì? Đây không phải là cái kia tiêu giật lấy đến hiếp bức vi hiếp nàng nhập ngũ văn kiện của đảng sao? Thế nào hình như có điểm gì là lạ, lạ? Thẩm Phi Phi trục đi trục câu nhìn kỹ xuống. Đột nhiên, Thẩm Phi Phi giận phát đều dựng, phanh một tiếng đẩy ra ghế ngồi, cầm kia xếp văn kiện liền chạy ra khỏi phòng học. Lưu lại một gian phòng kinh ngạc sĩ quan huấn luyện hòa tân binh viên. Tiêu giật ngươi một tên lừa đảo. Thẩm phi phi theo mấy tầng lầu ngoại phi như nhau vọt vào tiêu giật phòng làm việc, hung hăng đem văn kiện ngã ở trước mặt hắn. Thế nào? Tiêu giật còn là kia phó cao mày, có chút lạnh nhạt nhìn thẩm phi phi, nhưng lại che không lớn ác được trong mắt của hắn một tia thất thố. Phần này động viên văn kiện, đâu có tiếng hóa nhân sĩ phải hưởng ứng quân đội mộ binh, ngay tại chỗ tử hình chữ. Đây căn bản là viết tự nguyện gia nhập, cùng ngươi cho ta nhìn căn bản cũng không phải là như nhau. Thẩm phi phi cơ hồ là gầm thét trống ra tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Thứ 44 Tiết quân sự huấn luyện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiêu giật ưu nhã thân thể dựa vào hướng về phía sau cao bối ghế tựa, khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi, đạm đạm nhất tiếu, vậy thì thế nào a à? dù sao ngươi đã chính thức gia nhập sang thi đại đội, cũng ký biết chuyện thư, chính là quân đội người, không thể nuốt lời. Ngươi cố ý gạt ta, vì sao? Thẩm Phi Phi hai mắt bốc hỏa, nói nguyên bản kiêu ngạo Phi Phi nữ vương, lại liên tiếp ở người này trên người chịu thiệt, thực sự là thái kinh người. Đáng ghét, giảo hoạt nhân loại. Ngươi là tiến hóa nhân, chúng ta chiến đội vừa vội cần nhân tài, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu giật da mặt rất dày, nói ra những lời này lúc mắt cũng không trát một chút. Ngươi hoại, đảng, thẩm phi phi nhìn hắn một điểm ấy nấy cũng không có bộ dáng, phát điên. Gào thép lớn xuề bàn tay ra hung hăng vỗ về phía kia trương tiêu giật trước người bàn công tác. Lập tức, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số phiến đầu gỗ mảnh vụn bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, còn có đại lượng toái châm trạng vật thể trong nháy mắt triều tiêu giật đi. Hừ. Thẩm Phi Phi vỗ vỗ quân trang mới thượng chỉ có một điểm bụi, tinh thần sảng khoái, ưỡn ngực ngẩng đầu khoan thai đi ra tiêu giật phòng làm việc. Lần này, cái gì thù đô báo? Quá sung sướng. Trong phòng làm việc, đầy phòng một mảnh bừa bãi, không có một khối xưng được thượng là hoàn chỉnh gì đó, tất cả đều là tuyết rơi đại toái tra. Nha, trừ cái kia tiêu giật. Một toàn thân trên y phục trác mãn gỗ vụn phiến nhân chậm rãi buông bảo vệ gương mặt hai cánh tay, nhìn tràn đầy một châm tường hòa tượng bị một trăm đầu voi dẫm quá phòng làm việc vốn là lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt từ từ xoa dịu xuống càng về sau thậm chí có mỉm cười này nữ khủng long bảo chúa có ý tứ vậy mà cũng là cao cấp tiến hóa nhân chẳng trách có thể theo hơn một nghìn zombie đàn trung mở một đường máu còn bình yên vô sự bất quá ba ngày sau thẩm phi phi thuận lợi làm lại binh huấn luyện ban tốt nghiệp trở thành chính thức săn thi đại đội thành viên Ngày thứ tư sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, quân doanh rời giường hào liền thổi lên. Tích tí tách, tích tí tách, theo rời giường hào tiếng vang, sân huấn luyện thượng xuất hiện nhiều đội binh ca ca, bọn họ hành động cấp tốc, nhanh như gió mạnh. 5 phút tập hợp thời gian, đại đa số chỉ dùng 3 phút đã đến sân bãi, thật chỉnh tề xếp hàng điểm mão. Sang thi đại đội cũng là vào lúc này rời giường tập hợp, bài ở sân huấn luyện hơi nghiêng. 1, 2, 3, Tứ 69, điểm số thanh báo danh 69 liền không có thể đón thêm xuống. Tiêu giật cao mày đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy sau đó con số, chuyện gì xảy ra, thế nào thiếu một người, không có tới. Bọn họ ấn danh sách điểm nửa ngày, mới phát hiện là ai không tới tràn. Lầu 3, săn thi đại đội độc lập trong ký túc xá. Nghe thấy rời giường hào thanh, thẩm phi phi theo thói quen kéo cao chăn bao lại đầu óc của mình, tiếp tục mơ màng ngủ. Mấy ngày nay trại tân binh học tập là thích ứng trong lúc. Nàng cũng không có mỗi ngày dậy sớm theo binh các ca ca đi thể dục buổi sáng, cũng không nhân bất kể nàng, cho nên nên ngủ nướng còn là ngủ nướng, chỉ cần đến giờ đi học tập là được. Chính thức tiến vào sang thi đại đội, nàng cũng không này tự giác tính đi chạy thể dục buổi sáng, có thể lười biến liền lười biến. Bang bang phanh, bang bang phanh, ký túc xá cổng bị gõ sấm vang, thẩm phi phi lại không tính toán đi mở cửa, bọn họ đập đủ rồi cho rằng không ai, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Thẩm Phi Phi cười trộn, mang theo dỗi tính chất tiếp tục lại sàn. Thình thịch, cổng lại bị bạo lực phá hủy, một quân lục sắc thân ảnh chợt lóe lũi tiến vào. Mau rời giường, ngươi tính toán ngủ đến tối sau. Một tiếng nghiêm khắc tiếng quát theo Thẩm Phi Phi đỉnh đầu giống như tiếng sấm bàn nổ vang. A, à, ngươi này tự biến thái, vậy mà xông vào ký túc xá nữ. Thẩm Phi Phi không thành nghĩ đến này tiêu giật cũng dám trực tiếp xông đến gian phòng của nàng đến trống hắn. Lập tức phản xạ tính ngồi dậy, dùng chăn chăm chú bao lấy thân thể của mình. Sắc nhọn gọi tiếng biết tai nhức ốc, đem đại lầu cửa sổ thủy tinh hộ chấn được ông ông tác vang, liên đới sân huấn luyện trên mặt đất bận rộn binh các ca ca cũng nghe tới, nhao nhao phát huy hoa quốc ham bác quái thiên tính, thân trường gáy nhìn về phía sang thi đại đội ký túc xá lâu. Giống như là từng nhóm một trường cổ đại Nga không được xem náo nhiệt, tập trung tinh thần huấn luyện. Các quân quan vội vàng ngăn cản các chiến sĩ càng quấy, gấp rút huấn luyện. Bị cái kia lãnh huyết đại đội trưởng biết bọn họ như thế ham hắn bát quái, chỗ đó còn có thể có bọn họ hảo trái cây ăn. Chấp động sâu thẳm ánh mắt lạnh như băng, tiêu giật ngữ khí lạnh giá nhìn chầm chầm thẩm phi phi đạo. 5 phút thời gian, phải chạy tới sân huấn luyện, nếu không cũng đừng trách ta đem ngươi an bài đến tập thể ký túc xá nói xong xoay người liền muốn đi ra cửa. Cái gì? Tập thể ký túc xá. Thẩm phi phi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, này tự biến thái, vậy mà lấy an bài nàng vào ở tập thể ký túc xá đến uy hiếp nàng. Người nào không biết này trong quân doanh trừ nàng là nữ nhân cái khác đều là nam binh. Cút ngay. Thẩm Phi Phi đem một cái gối hung hăng đập quá khứ, vừa nện ở tiêu giật đóng kỹ ký túc xá trên cửa chính. Rời giường, rửa mặt chải đầu, mặc quần áo thẩm phi phi động tác thần tốc, ở trong vòng 5 phút đô làm xong, sau đó rất nhanh lao xuống lâu triều sân huấn luyện chạy đi. Nàng cũng không muốn cùng một đoàn binh các ca ca chen chúc tại một ký túc xá, muốn như vậy, còn không bằng lại biến một lần zombie đâu. 5 phần lẻ 3 giây, ngươi đến muộn. Tiêu giật bản kia trương người chết mặt, lạnh lùng nói với thẩm phi phi. 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ ngươi đô tính toán ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? À? Thẩm Phi Phi thở gấp, nói nàng cho tới bây giờ không tiến hành quá quân chính quy sự huấn luyện có được không, chính là năm đó đại học nhập học thời gian quân huấn cũng chỉ là đi một chút bộ dáng, đá đá đi nghiêm mà thôi. Chỗ đó có quá cái gì trong vòng 5 phút liền cần phải tập hợp đạo lý, thực sự là không thuộc mình loại. Trên chiến trường, chậm một giây chung đều sẽ chết nhân, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh mới có thể thiếu chảy máu nói chung ngươi đến muộn hiện tại phạt ngươi ngủ công lý việc giả chạy xong mới có thể nghỉ ngơi tiêu dật còn là tử sụ mặt một điểm biểu tình đô khiếm khuyết động vật máu lạnh động vật máu lạnh thẩm phi phi một bên lẩm bẩm khoanh tròn nguyền rủa tiêu dật một bên không thể không bắt đầu kia cái gọi là ngủ công lý việc giả cũng không biết hiện tại rốt cuộc ai là động vật máu lạnh một km chính là một nghìn mễ ngủ công lý liền có năm nghìn mễ 800 mễ đường băng muốn chạy thập quyển. Thẩm phi phi kiếp này cũng không một lần chạy quá 2000 000 mễ, lần này lại muốn nàng chạy 5000 000 mễ. Tuy nói, nàng là zombie nữ vương, sự chịu đựng hơn người, thế nhưng cũng không thoáng cái đã làm nhiều như vậy vận động. Vài vòng xuống, liền cảm thấy chân có chút chua chua cảm giác, năm sáu quyển xuống, thẩm phi phi cảm giác nguyên bản lạnh giá thân thể cũng dần dần bốc lên nhiệt khí, chân càng là toan trướng cực. Không được, được nghỉ ngơi một chút, thẩm phi phi chậm lại bước chân, từng bước một nghỉ ngơi đi khởi đến. Nhanh lên một chút, không được dừng lại đến. Một đôi nam sĩ quân dụng tác chiến ủng gia xuất hiện ở trước mặt thẩm phi phi, tiêu giật kia ma quỷ bàn thanh âm lạnh như băng lại ở bên tai nàng rống kêu lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Thứ 45 Tiết Bảo Phát Phi Phi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bầu trời dần sáng, căn cứ quân doanh sân huấn luyện Tiêu dật hùng hổ nhìn trước mắt này lười biến đùa dẫn tiểu nữ nhân thông minh Sân huấn luyện tuy lớn, huấn luyện nhân số cũng nhiều Thế nhưng tóc dài nữ nhân, ở đường băng thượng chạy băng băng nhưng liền thẩm phi phi một Cho nên, đương nàng dừng lại đến lười biến thời gian Tiêu dật liếc mắt liền thấy nàng Không nói lời gì, cơ hồ là bay quá khứ, tiêu giật liền biểu tới trước mắt nàng. Ngươi, ngươi không có việc gì tổng nhìn chầm chầm ta làm gì. Thẩm Phi Phi bị đột nhiên xuất hiện tiêu giật hoảng sợ. Nói, này tiêu giật là sang thi đại đội đại đội trưởng A, hình như thượng tá cao như vậy quân hàm, hẳn là có rất nhiều quân vụ muốn bận A, thế nào luôn luôn cùng nàng không qua được, thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm nàng A, Thẩm Phi Phi lập tức thưởng hắn một cái liếc mắt. Không được dừng lại đến, không được lười biếng, chạy mau tiêu giật không biết vì sao nhìn thấy nữ nhân này đã nghĩ trống nàng thực sự là không nghe lời không tổ chức không kỷ luật nữ nhân nói đe dọa cầm trong tay gậy chỉ huy chính là hư không vung vù vù mà dẫn dắt tiếng gió dán tại thẩm phi phi phía sau lưng lao quá khứ dựa vào ngươi biến thái thẩm phi phi nhìn thấy gậy chỉ huy mau đập đến trên người lập tức linh hoạt hướng tiền một lũi kham kham tránh thoát hắn tập kích tiếp tục chạy động khởi đến Bắp chân vẫn như cũ toan trướng rứt, trên người còn tiếp tục bốc hơi nóng, trong cơ thể nhiệt độ cao nhượng thẩm phi phi máu đều phải sôi trào thiêu đốt. Không được, zombie thể bản thân chính là động vật máu lạnh, nếu như nhiệt độ quá cao, liền hội cháy máu, bắp thịt hư hao rụng. Huấn luyện như thế thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền buông tha cho, đại náo quân doanh. Gây ra hỗn loạn, làm ra nhiều hơn zombie con dân không được. Mặc dù Thẩm Phi Phi là zombie nữ vương, thế nhưng còn không điên cuồng đến đem toàn bộ người sống sót căn cứ, trên trăm vạn nhân loại đô giết chết tình hình. Cũng không nghĩ đến cùng toàn nhân loại đối nghịch, hủy diệt cả nhân loại xã hội tình hình. Cho nên, phương pháp này là không được. Vậy làm sao bây giờ a? À? Thẩm Phi Phi nhanh trí khẽ động, thử, hư không theo trong không gian lấy ra hai tinh hạch, làm bộ che miệng ho, đem tinh hạch lặng lẽ đưa vào trong miệng đồng thời vận xoay người lý dị năng năng lượng, cấp tốc tiêu hóa hấp thu tinh hạch năng lượng rất nhanh, tinh hạch năng lượng tiến vào trong cơ thể, rất nhanh lưu chuyển vọt tới trong thân thể mỗi bộ vị bổ sung thẩm phi phi biến mất cháy rụng năng lượng. lập tức chân một nhẹ, thẩm phi phi dị năng năng lượng rất nhanh lưu chuyển đến chân, toàn trướng cảm lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là vô cùng nhẹ nhõm cảm giác, liên trong thân thể khô nóng sôi trào khí cũng dần dần không thấy biện pháp tốt. Thẩm Phi Phi trong lòng mừng rỡ, một bên rất nhanh tốc độ, một bên phát động dị năng tu luyện. Vài vòng xuống, cấp 2 trung đoạn tu vi thậm chí có điểm buông lỏng cảm giác. Thẩm Phi Phi tiến vào dị năng cấp 2 trung đoạn đã có chút thời gian, đại khái nàng là toàn hệ dị năng, cần năng lượng là cái khác đơn hệ dị năng zombie gấp mấy lần. Cho nên gần đây vô luận ăn nhiều thiếu nhất giai tinh hạch, trong cơ thể dị năng nhu cầu lượng đều giống như là không đáy như nhau, hút trái không còn một mảnh, lại không hề bảo hòa cảm, càng không cần phải nói là tiến bộ. vì thế nàng cũng rất khổ não, thế nhưng không có càng cao giai zombie tinh hạch ủng hộ tu luyện, ăn nhiều thiếu nhất giai tinh hạch đô tiến bộ nho nhỏ, vào không được giai a. không nghĩ đến, trải qua đơn giản thể lực tu luyện, vậy mà mang đến tin tức tốt, làm cho nàng dị năng tiến giai có hy vọng. chẳng trách cổ nhân luôn luôn cường điệu nội ngoại kim tu xem ra thể lực tu luyện hòa nội lực tu luyện đem kết hợp, mới là tiếng giai vương đạo. Thực sự là thái có đạo lý. Thẩm phi phi mừng rỡ trong lòng, cũng không lười biến, mại khai đi nhanh, sưu sưu về phía trước chạy đi, tốc độ nhanh giống như là một trận gió. Ngạch! Nữ nhân này, thực sự là bất bức không được. Vừa rồi còn lười nhúc nhích, thúc một bước, đi một bước. Bây giờ lại chạy được rất nhanh, khi chạy trăm mét vận động viên tốc độ đô chạy không được nàng tiêu giật nhìn trước mắt chạy được so với thỏ còn nhanh nữ nhân không khỏi lắc lắc đầu thất quyển bát quyển cử quyển vượt lên trước thập quyển thẩm phi phi vẫn là không có dừng lại tới ý tứ chìm đắm đang tu luyện tuyệt vời lạc thú trung toàn trường quân nhân lúc này huấn luyện kết thúc lại không có đi một lần khai đô chủ động lưu lại vây xem thẩm phi phi huấn luyện nữ nhân kia thế nào chạy nhanh như vậy a à? Đúng vậy, thập vài quyển, tốc độ thế nào không dán xuống, trái lại càng lúc càng nhanh. Tốc độ tiến hóa giả đi. Không phải, ngươi không thấy được, vừa nàng còn đang từ từ bò đâu, cái kia chậm ô. Chẳng lẽ là ở trong khi huấn luyện có đột phá, muốn lên cấp. Đại gia nghị luận nhau nhau, kinh ngạc nhìn thẩm phi phi càng lúc càng nhanh tốc độ. Sân huấn luyện đường băng thượng, một đạo rất nhanh chạy băng băng bóng người, mang theo trận trận tiếng gió, quát khởi một đạo bụi, dần dần bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, thổi mạnh từng vòng phong. Nếu không phải 800 mẻ đường băng cũng đủ lớn, chỉ sợ liền muốn hình thành gió xoáy. 100 quyển, ngủ 10 km. Thẩm Phi Phi rốt cuộc dừng lại, hài lòng cười. Mặc dù không có lập tức tiến giai cấp 2 cao đoạn, thế nhưng đã thực lực của nàng đã triệt để đột phá cấp 2 trung đoạn cổ bình, chỉ cần giả lấy thời gian, tiến giai cao đoạn chỉ là sớm muộn vấn đề tiểu diệp ngươi khai phá tốc độ tiến hóa râu quai nóng một bên triều bên này chạy một bên hưng phấn hô bộ dáng kia hình như là hắn tiến giai như nhau cao hứng đúng vậy không nghĩ đến thể lực huấn luyện như thế hữu hiệu nhưng ta khai phá tốc độ tiến hóa thẩm phi phi cũng rất cao hứng bất quá lại đem tiến giai cái từ này hối đổi thành nhân loại tốc độ tiến hóa thật tốt quá chúc mừng ngươi Đâu quai nón hận không thể đem tiểu diệp ôm vứt lên đến. Hắn thực sự là hảo ánh mắt A, à, tìm được cái hạt giống tốt, hảo bảo bối. Người trước người sau, hắn này giới thiệu nhân nên nhiều cảnh tượng, bái nhi có mặt mũi A. À. Ân, cũng không muốn vây ở đây, nên làm gì đi làm gì. Tiêu giật giải mọi người, đi tới trước mặt thẩm phi phi, biểu tình mặc dù nghiêm túc, ánh mắt lại nhu hòa khởi đến. Không tệ, tiếp tục cố gắng nhìn chầm chầm thẩm phi phi nhìn mấy giây sau này, tiêu giật liền nói một câu nói, ngửa đầu xoay người lại khóc khóc đi. Hừ. Kiêu ngạo nam. Thẩm phi phi một chút cũng tính toán bất nhận tình của hắn, vừa nghiêng đầu cũng đi ra. Vừa nghĩ tới hắn đem nàng theo nóng trong chăn đào, nàng liền khí bất đánh một chỗ đến. Ở nhà chỉ có mẹ như thế đem nàng từ trên giường đào lên quá, nhưng chưa từng có nam nhân kia dám như vậy trải qua chính là ba tiếng thẩm phi phi gian phòng đều là trước lễ phép đập gõ cửa đạt được nàng đồng ý mới vào cửa càng không cần phải nói làm như thế vô lễ sự tình khi trâu quai nón nhìn hai cái này đấu khí nhân không khỏi lắc lắc đầu quan gia a à. ăn quá sớm cơm thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến 8 giờ rưỡi sáng theo từng tiếng to rõ tập hợp hào thổi lên Sang thi đại đội 70 người toàn bộ quân trang chỉnh tề tập hợp ở sân huấn luyện thượng. Thẩm Phi Phi lần này cũng không có lười biếng, ở trong vòng 5 phút chạy tới sân huấn luyện, thẳng đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Thể lực huấn luyện đã có thể giúp trợ nàng đột phá tu luyện cổ bình, có nhiều như vậy chỗ tốt, như vậy nàng đương nhiên phải nhiều nhiều nỗ lực, gấp rút huấn luyện, tranh thủ sớm đến cấp 2 cao đoạn, trở thành zombie giới đệ nhất nữ bá chủ. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Thứ 46 Tiết Phi Phi Khắc Tinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sáng sớm 8 giờ, sân huấn luyện thường Ấn bộ đội đặc chủng huấn luyện khoa, lần này vẫn là đặc chủng thể năng huấn luyện, huấn luyện móc nối thang 300 hồi. Nói này móc nối thang, chính là chân đổi chiều ở thiết thang dây gian thường, sau đó đầu hướng về phía trước làm ngưỡng nằm khởi ngồi đừng thấy động tác này rất đẹp mắt, rất sặc sỡ, lại không phải là người bình thường có thể làm được. Cũng không đủ thể lực hòa eo lực, một cũng đừng nghĩ đứng lên. Thẩm Phi Phi liền ngã xuống treo lên đi, liền phát hiện đại bộ phận máu quay về hướng não bộ đảo lưu đi, xong được bộ mặt nàng đỏ lên. Mưa kính, Thẩm Phi Phi dùng sức đi lên làm cái ngưỡng nằm khởi ngồi. Phát hiện mình phần eo chân đều bị thiết thang dây được đỉnh được quá. Hoàn hảo, Zombie bi thể đối đau đớn mẫn cảm độ là rất thấp nếu không cái này tự khẳng định được sẽ rất đau thật không phải là người làm a à, còn 300 cái miễn cưỡng làm mấy sau này thẩm phi phi cũng cảm giác được chân của mình bộ phần eo kéo được lại bắt đầu toan trướng lên đến nhìn thấy cái khắc săn thi đại đội nhân nhẹ nhõm một sau đó một làm không ai kêu khổ kêu mệt nàng hâm mộ cực những người này thực sự là làm bằng sắc con người rắn rỏi a à, chẳng trách xưng là bộ đội lý tinh anh bất quá nàng phi phi nữ vương còn là nghĩ dừng lại đến nghỉ một lát. cô gái sao vốn có thể lực rèn luyện liền thiếu, ngưỡng nằm khởi làm cái gì trừ thể dục khóa thi nằm ngang làm mấy, bình thường ai sẽ không trò chuyện đổi chiều ngồi a, à, chính là muốn làm cũng không cái điều kiện kia. dừng lại đến, còn tạm thời đổi chiều ở thiết bò trên gậy thẩm phi phi, không đợi xuống đâu, một đôi quân dụng đại ủng gia lại xuất hiện ở trước mắt của nàng trong tay gậy chỉ huy còn như có như không ở trước mặt nàng đung đưa gõ lòng bàn tay mình. Biến thái, cái kia tự biến thái lại tới. Thẩm Phi Phi cảm thấy mình bác tự hòa này gọi tiêu giật gia hỏa phạm xong, thế nào đâu cũng có hắn ở đây. Đổ một hơi, ngoan nhẫn tâm, Thẩm Phi Phi lần này không có nhảy xuống nghỉ ngơi. Mà là một bên thay đổi dị năng ở toàn thân lưu chuyển, một bên lại lần nữa làm lên ngưỡng nằm khởi làm. Một, hai, ba khác thường có thể bàn thân chính là không đồng nhất dạng A, thẩm phi phi cười trộn. Nguyên lai chân thượng toan trướng cảm rất nhanh đã không có, làm lên đứng ra tới cũng không chút nào tốn sức. Không bao lâu, thẩm phi phi liền làm xong móc nối thang 300 hồi. Phù phù một tiếng, thẩm phi phi liền nhẹ nhõm nhảy xuống móc nối thang, còn tiêu sái vỗ vỗ tay, khiêu khích liếc mắt nhìn cái kia vẫn ở bên cạnh trừng của nàng tiêu giật đại đội trưởng. Nữ nhân này, thực sự là đáng đánh đòn bất bức, bức không được. Tiêu giật nhìn trước mắt này hướng hắn thị uy thẩm phi phi, hồi trừng liếc mắt một cái. Bất quá ở nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng, lần đầu tiên làm như vậy đặc thù thể năng huấn luyện liền có thể thuận lợi hoàn thành, nữ nhân này còn không phải là bình thường quân sự hạt giống tốt, quả thực là thiên tài, thiên tài A. Nhớ năm đó, bọn họ này đó nam gia các lần đầu tiên làm động tác này, cái kia có thể một lần làm được hoàng, ai mà không kêu cha gọi mẹ luyện vài cái tuần lễ mới có thể làm được đến. Cứ như vậy còn bước đi khập khiển bắp thịt đau đến muốn chết, dáng vẻ này nữ nhân này nhẹ nhàng như vậy. Hạ hạng nhất, xuyên việt 30 mét lưới sắt 300 hồi. Tiêu giật đem thẩm phi phi bọn họ lại lĩnh đến một treo tất cả đều là thiết con nhím, trong sắt lưới sắt phía trước, để cho bọn họ từ nơi này chui vào đi bò qua đi, lại bò qua đến. Nôn, thẩm phi phi có chút nghỉ nôn mửa bởi vì nàng nhìn thấy lưới sắt trận lý vậy mà sáng loáng chấp trượng trượng có kỹ phao mới mẻ nhân loại mới có đại tiện ở nơi đó mạo lượng lờ nhiệt khí đối với bọn họ này đó đặt chủng săn thi đại đội nhân làm càng cười a cười nhất định là vậy cái biến thái cố ý ở đây kéo thẩm phi phi buồn nôn nhìn tiêu giật liếc mắt một cái sau đó lặng yên thối lui đến đội ngũ mặt sau cùng một bên ác ý muốn nhìn những lính đặc biệt này các làm sao bây giờ đại tiện đâu dính vào trên người còn không được thối tử. Nha, huấn luyện muốn kéo dài một ngày, một ngày đô được mang theo nó, nhiều buồn nôn. Hình như không ai chú ý tới thẩm phi phi trốn được đoàn người phía sau đi, hoặc là nói này đó binh các ca ca là cố ý làm cho nàng trốn được phía sau bọn họ đi, nhau nhau lặng yên tránh ra một cái khe nhỏ khích, làm cho nàng đi qua, giấu đến phía sau. Liên cái kia biến thái tiêu giật lần này cũng không dùng ánh mắt nhìn chầm chầm nàng phía trước nhân bắt đầu động thẩm phi phi ở đội ngũ phía sau thân dài quá cổ cẩn thận nhìn chằm chằm nghĩ xem bọn hắn thế nào đối phó kia kỹ phao buồn nôn gì đó liền thấy một người chiến sĩ phi công thân thể phi cũng tựa như chạy đến lưới sắt phía trước nằm xuống hai tay tiền bò đè thấp thân thể nhanh chóng hướng phía trước mặt bò đi bước chân cũng không dừng đạp nổi lên một chút bốc khói bụi mắt thấy liền muốn tới kia bom thượng kia người chiến sĩ vậy mà không sợ hãi chút nào, chỉ là hơi nâng thiên hạ đầu, không cho vật kia dính vào trên mặt, sau đó sưu sưu liền quá khứ. Phía sau hắn còn lưu lại một đạo hoàng hoàng trọng lực đè ép ấn ký. Ngạch, thật là mạnh mẽ thần kinh A. Thẩm phi phi đối cái kia không sợ tạng không sợ thối chiến sĩ thực sự là muốn đầu rạp xuống đất. Còn lại chiến sĩ cũng không tỏ ra yếu kém, cũng ai cái bò qua, mười mấy nhân sau khi đi qua, kia từng đạo màu vàng ấn ký sớm đã không thấy bóng dáng, này còn lại hôi thình thịt bò đạo. Hoàn hảo, hoàn hảo, thẩm phi phi trong lòng lập tức vui vẻ, rất cảm kích phía trước binh các ca ca quét tước rất sạch sẽ. Nếu để cho nàng này ham sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ cô gái đi bò này, còn không bằng làm cho nàng lại biến thành một lần zombie có được không? Không lưng, phát, tay tiền thân, thẩm phi phi cũng học các chiến sĩ bộ dáng hướng lưới sắt lý bò này còn không phải là chút lòng thành sao. Mấy chục mễ mà thôi mà thôi. Thế nào? Chui vào lưới sắt hướng tiền cấp tốc nhúc nhích thẩm phi phi bỗng nhiên ngừng. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình bị nắm ở, bị lưới sắt bắt được. Ngu ngốc, đè thấp thân thể, chặt sát đất da, không được nhếch lên mông. Cái kia biến thái tiếng hô lại vang lên. Thẩm phi phi lần đầu chui lưới sắt, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chặt sát đất da không dùng được khí lực không tự chủ liền nâng lên phần sau thân thể, kết quả có thể nghĩ. Y phục của mình bị trong sắc thượng gai nhọn treo ở, việc dùng sức, kia thiết thứ liền càng sâu nhập một phân, đem của nàng quân trang mới tử tử treo ở. Hạ thấp thân thể, lui về phía sau vừa lui, có lẽ có thể lấy xuống. Phía sau một tiểu chiến sĩ hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Hảo, ta thử thử. Thẩm phi phi bất đắc dĩ, đành phải sau này bò một bước nhỏ, thế nhưng cái kia trong sắc hình như cùng nàng biệt thượng kính, chính là bắt được y phục của nàng không buông tay. Ngươi tên khốn kiếp, cũng dám cùng ta đối nghịch. Thẩm phi phi cả đời khí, trong bóng tối sử thượng kim hệ dị năng, theo quần áo triều cái kia trong sắc chạy đi. Xôn sao, thẩm phi phi hướng tiền quằn quại, thuận lợi dãy trong sắc khống chế, hướng tiền bò đi. Lần này, nàng hấp thụ giáo huấn, thà rằng chậm một chút, cũng không nâng được thân thể quá cao. Phía sau, cái kia thổi mạnh thẩm phi phi quần áo trong sắt nhưng không có, lưới sắt thượng chỗ đó có chút vắng vẻ, như là một tiểu khối mở khuôn mặt tươi cười. Hoàn hảo, nhiều như vậy loạn như vậy lưới sắt, không ai chú ý tới nó. 30 mét chiều dài thông đạo, 300 hiệp, tổng cộng 9.000 mễ hiểu rõ lưới sắt bò sát, nàng thẩm phi phi cũng thuận lợi kiên trì xuống, cứ việc bò hôi thình thịt, thảm hề hề. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Thứ 47 tiết thiên tài PK lãnh huyết nam Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Luyện vừa lên buổi trưa, còn chưa có kết thúc. 10 giờ, bọn họ đám người kia lại bị mang đến phòng tập thể thao đi làm lực cánh tay huấn luyện. Cái gì 15kg tạ tay 150 hạ, máy kéo tay 100 hạ, lực cánh tay bổng 100 hạ vừa nghĩ tới những thứ ấy làm lực lượng kiện mỹ làm được toàn thân đều là bắp thịt quả cầu bắp thịt nữ thẩm phi phi liền cảm thấy muốn hù chết quỷ hoàn hảo này hạng nhất là của thẩm phi phi lực lượng cường hạng lại có dị năng năng lượng hộ thể cho nên sẽ không thay đổi thành những thứ ấy không có chút nào nữ nhân vị bắp thịt khủng long nữ bất quá bộ đội đặc chủng huấn luyện thật đúng là hù chết người này bất buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi không bao lâu một giờ rưỡi thời gian bọn họ biến thái huấn luyện lại bắt đầu. Lần này, là kháng bạo phơi hình thể huấn luyện. Lập tức bác nhất thức súng trường, họng súng dùng dây thường treo một khối gạch, không nhúc nhích phơi hai tiếng đồng hồ. Này hạng nhất chủ yếu là thể lực hòa sự chịu đựng nghị lực tổng hợp huấn luyện. Đối này đó binh ca ca đến nói khả năng không có gì, thế nhưng đối với thẩm phi phi mà nói, cái này quả thực là hố cha huấn luyện A. Đại Thái Dương, muốn ở Thái Dương dưới bạo phơi 2 tiếng đồng hồ A, thẩm phi phi rốt cuộc minh bạch này đó binh ca ca vì sao mặt thang đô đen phát sáng, đều giống như thị phi châu tới nạn dân. Cho dù ai mỗi ngày như thế phơi A phơi, không giống dầu đen lượng mới là lạ. Nàng là cô gái A, trách nghiệp dư phi phi nữ vương, tự nhiên không thể để cho này đại Thái Dương phơi được hắc hắc. Bất ra dự liệu, nàng lại dùng thượng cái kia thủy hệ dị năng, ở da mặt ngoài tạo thành một lần bảo hộ màng, những thái dương độc ác tử ngoại tia sáng chiếu bất tiến vào. Hai tiếng sau, này đó binh các ca ca đô phơi được tượng kiền ngư như nhau, vừa đen lại trừ triều, nàng phi phi nữ vương còn là lại bạch lại nộn, Gia thủy linh linh bộ dáng. Ngắn nghỉ ngơi hậu, mới bắt đầu huấn luyện tác xạ. Lần này, thẩm phi phi phá lệ dụng tâm học tập. Đối với hiện tại zombie các đến nói, vật lộn đấu chúng nó là không sợ. Chúng nó số lượng đông đảo, mười mấy ức, chính là vây khốn nhân loại bất chiến đấu nhân loại đô hội bị vây khốn chí tử huống chi chúng nó trên người còn có đại lượng zombie virus xoa liền bị nhiễm ai liền bị ăn hết ở trong nhân loại có thể đánh quá chúng nó chính là một ít tiến hóa giả thế nhưng này đó tiến hóa giả số lượng rất ít năng lực thấp cấu không thành đối với nó các uy hiếp hiện tại duy nhất có thể đối với nó các tạo thành đại quy mô sát thương tổn hại liền là nhân loại vũ khí nóng súng ống bom nguyên tử các loại gì đó. Thẩm Phi Phi là zombie, này là không thể cải tọ sự thực. Sớm muộn có một ngày nhân loại sẽ phát hiện bí mật của nàng, truy sát nàng. Đến thời gian, nàng uy hiếp lớn nhất không phải tiến hóa nhân loại, mà là này đó năng lượng cao vũ khí nóng. Tục ngữ nói, biết này biết bỉ, trăm trận trăm thắng. Nàng Phi Phi nữ vương đương nhiên muốn tỉ mỹ hiểu biết này đó vũ khí nóng, học được ứng dụng nó đến thời gian mới có thể biết thế nào đối phó chúng nó đầu tiên là từ khi biết súng ống bắt đầu súng lục nhẹ súng máy súng bắn tỉa còn có liên phát súng ngắm thẩm phi phi ở ba ngày tân binh huấn luyện học tập ban trung đã thấy được chúng nó hình ảnh hòa sơ bộ hiểu biết chúng nó tính năng thế nhưng hiện tại mới là lần đầu tiên bắt được vật thật phát tới tay lý là một phen tiện mang theo mới tinh cửu ngũ thức súng lục nòng súng đen nhánh phát sáng chỉ có của nàng một bàn tay đại tiểu, có thể lắp 12 phát, xinh xắn đáng yêu. Thẩm Phi Phi rất thích nó. Một bắt được này cây súng lục, nàng liền thử dùng kim hệ dị năng đi cảm thụ nó. Khai phá kim hệ dị năng trước, Thẩm Phi Phi cho rằng những thứ ấy kim loại chế tạo phẩm chính là một chút thiết vướng mắt, chút nào không có sự sống, không hề tư tưởng. Ai biết, kim hệ dị năng khai phá ra hậu, mới dần dần biết, kim loại cũng là có cảm tình có sinh mệnh gì đó chúng nó là kim hệ nguyên tố tập hợp thể nàng có thể nghe hiểu được chúng nó mừng giận thương vui nghe hiểu được chúng nó cảm tình cùng tư tưởng có thể cùng chúng nó tiến hành khai thông giao lưu nhượng chúng nó phối hợp nàng làm một số chuyện tình cái thanh này tinh xảo súng lục cũng là có tư tưởng có cảm tình vật nhỏ thẩm phi phi cùng nó trao đổi một hồi liền biết rất nhiều đông tây theo một năm trước nó bị theo dây chuyền sản xuất thượng làm tốt đến một năm này đến trằn trọc vui vẻ bá bá tới rất nhiều địa phương đều là ở một đen nhánh hộp gỗ lý vượt qua chỉ có tới thẩm phi phi ở đây mới thực sự thấy thiên nhật nó rất cao hứng cũng rất cam tâm tình nguyện vì thẩm phi phi phục vụ giúp đỡ nàng huấn luyện giúp đỡ nàng kiến công lập nghiệp thẩm phi phi an ủi nó yêu thích nó coi nó là bằng hữu của mình cảm thụ được nó mỗi một cái linh kiện đạn hy vọng này một tay thương có thể vẫn làm bạn nàng tả hữu trang hảo đạn nhẹ vững vàng dơ lên cửu ngũ thức súng lục, ngắm trúng 50 mễ ngoại huấn luyện bia ngắm. Xa xa kia từng vòng màu đỏ là như thế rõ ràng, bắt mắt. Phịch một tiếng thương vang, súng lục đạn trình đinh ốc hình xoay tròn, cấp tốc bay về phía bia ngắm, xa xa bia ngắm thượng lập tức liền có cái lỗ châu mai. Cửu hoàng, theo báo bá viên tiếng la, thẩm phi phi biết được nàng lần đầu tiên bắn súng thành tích là cửu hoàng. Ngạch, còn là không đến thập hoàng, cũng chính là không tới hồng tâm, còn chưa đủ hoàng mỹ a, à, Thẩm Phi Phi biểu môi, cùng súng lục nhỏ lại lần nữa khai thông một phen, điều chỉnh một chút góc độ bắn hậu, lại lần nữa nổ súng. Lần này, bất ra Thẩm Phi Phi và súng lục nhỏ sở liệu, là thập hoàng ở giữa hồng tâm. Thẩm Phi Phi vui vẻ lạc, thủ hạ không có tạm dừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem còn lại thập mai đạn toàn bộ đánh ra. Xa xa màu đỏ hồng tâm thượng, một cái vòng tròn viên hắc hắc tiểu chấm tròn đại biểu Thẩm Phi Phi lần đầu tiên lấy thương thành tích bắn. Ngươi là lần đầu tiên nổ súng. Cặp kia cỡ lớn quân ủng lại xuất hiện ở trước mặt Thẩm Phi Phi. Đương nhiên, ngươi cho là đâu. Thẩm Phi Phi rất không cho hắn mặt mũi cho tiêu giật một cái lít mắt nhân. Lại đánh một lần. Tiêu giật lại đưa qua một đồ sạc, một bên nhượng báo bá viên đem bia ngắm điều chỉnh đến 100 mét ngoại. Thẩm Phi Phi nhận lấy đồ sạc, tốt nhất lại lần nữa nhẹ nhõm thêm thoải mái đem đạn toàn bộ đánh hụt. Mặc dù là so với vừa xa gấp đôi cách, thế nhưng lần này, 12 phát còn là toàn bộ trúng mục tiêu hồng tâm, hơn nữa hợp thành cái đều đều cách chữ thập hình dạng. Hừ. Khoe khoang. Cái kia ủng gia nam vừa nghiêng đầu lại không quay đầu lại đi. Quan ủng A, à, lần này thật không phải là nàng thẩm phi phi cố ý khoe khoang, chỉ là nàng nghĩ thực nghiệm thoáng cái chính mình có thể hay không tin chuẩn khống chế thuật bắn súng có được không. Thẩm Phi Phi rất bất đắc dĩ, tiếp tục luyện khởi thuật bắn súng. Trang đạn động tác rất trúc trắc, do súng động tác cũng không thái quy phạm, vừa nhìn chính là cái tay mới, không giống như là kinh nghiệm huấn luyện lẫn vào trong đội ngũ gián điệp. Tiêu giật nhìn Thẩm Phi Phi động tác như có điều suy nghĩ, xem ra nàng chính là một có thiên phú siêu cấp quân sự mầm, một cao cấp tiến hóa nhân, thiên tài tay súng thiện xạ. Tiêu giật kia luôn luôn ninh lông mày nhẹ bằng phẳng, nhìn về phía thẩm phi phi ánh mắt thiểm lại thiểm. Lần này buổi trưa, trước đây chưa từng sờ qua thương thẩm phi phi đại làm náo động, theo cửu ngũ thức súng lục đến ngũ điểm bác bác mi lim bu 88 súng bắn tỉa, nàng cũng thử luyện một cái. Mỗi một lần bắn bia thành tích đều tốt rất. Như là trời sinh tay súng thiện xạ như nhau mỗi một hoàng đều là thập hoàng, càng về sau, Thẩm Phi Phi thẳng thắng cũng không dùng ngắm trúng hồng tâm, chỉ cần dựa vào cảm giác nâng thương là có thể đánh tới bia ngắm trung tâm, cái kia vô số các chiến sĩ vẫn hướng tới địa phương. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Thứ 48 Tiết Phi Phi Nhược Điểm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Rốt cuộc, một ngày huấn luyện khoa kết thúc. Thẩm Phi Phi quần áo cũng không thoát, liền đem chính mình trọng trọng ngã sấp xuống mềm mại trên giường lớn lại cũng không nghĩ tới ngày này huấn luyện a tiêu hao nàng bao nhiêu mở năng lượng a chẳng trách những thứ ấy binh các ca ca không có một bàn tử cao như vậy cường độ quân sự huấn luyện có thể béo được khởi đến mới là lạ chính là nàng này cao cấp zombie nữ vương cũng có chút ăn không tiêu nếu không có khác thường có thể hộ thể ngày này còn không đem nàng mệt sấp xuống kiên trì a kiên trì Thẩm Phi Phi không ngừng cho mình khuyến khích. Biết nhiều hơn một ít quân đội bí mật, mình và nhạc nhạc các nàng là hơn một phân an toàn. Lại khổ lại mệt ta cũng không sợ, nhiều nhất ba tháng, tìm được người kia ra hòa trở lại Giang Bắc, loại này tai nạn ngày liền sẽ tới đầu. Ta nhẫn, ta nhẫn. Nghĩ, nghĩ, Thẩm Phi Phi liền rơi vào thơm ngọt mộng đẹp ngủ. Ở quân doanh mấy ngày nay, Thẩm Phi Phi bọn họ trừ thông thường thể năng huấn luyện, chính là bộ đội đặc chủng văn hóa học tập này văn hóa học tập thế nhưng chủng loại thái nhiều cái gì tác chiến kỹ năng huấn luyện a à, kỹ thuật huấn luyện này tác chiến kỹ năng huấn luyện bao gồm chiến đấu kỹ năng huấn luyện chính là muốn cầu bọn họ làm cho dùng bất kỳ vũ khí nào còn có huấn luyện tay không đánh nhau kịch liệt chạy máy kỹ năng huấn luyện để cho bọn họ nắm giữ các loại xe cộ sử dụng hòa duy tu thẩm thấu kỹ năng huấn luyện lợi dụng các loại phương pháp lén vào địch doanh đánh cắp vẽ đồ hoặc là hoàn thành bắt người chém đầu nhiệm vụ, trinh sát điệp báo kỹ năng huấn luyện, có thể tượng gián điệp như nhau làm cho dùng các loại đánh cấp tình báo thủ đoạn, sử dụng thần. Bí mật mã. Mà. mà kỹ thuật huấn luyện thì lại là học được đặc chủng tác chiến tri thức, quân địch tri thức, quân sự công nghệ cao tri thức, máy tính tri thức cùng ứng dụng, chiến trường ngoại ngữ, quân sự địa hình học, giả chiến sinh tồn kỹ xảo, bộ phu kỹ thuật, leo kỹ thuật, bơi qua cùng thao thuyền kỹ thuật, các loại xe cổ kỹ thuật điều khiển, phá hoại kỹ thuật, phá chứng kỹ thuật, thư từ qua lại kỹ thuật, các loại vũ khí tài bắn, các loại chiến đấu trang bị sử dụng kỹ thuật, cùng với thể năng huấn luyện, tâm lý huấn luyện. Mấy ngày xuống, đem thẩm phi phi học được một cái đầu hai đại. Nê ít, đây là tham gia quân ngũ sao? Thế nào so với thi tiến sĩ học được còn khó còn nhiều? Nếu như toàn bộ kỹ năng đô nắm giữ, này bộ đội đặc chủng cũng được không gì làm không được thần nhân. Oán giận về oán giận, Thẩm Phi Phi còn là học được rất nghiêm túc. Không có biện pháp, nhiều học một ít, các nàng liền an toàn một phân. Hoàn hảo, trải qua tiếng giai Phi Phi nữ vương trí lực hòa thể lực đã so với trước đây mạnh đến nỗi quá nhiều, quá nhiều. Điểm này vừng đậu xanh phiền toái nhỏ vẫn có thể thuận lợi khắc phục. Ở vất vả gian nan huấn luyện trong cuộc sống, bọn họ rốt cuộc nên đón ngày này trên cao quân sự huấn luyện. Trước đây trên cao quân sự huấn luyện là 5 ngày một lần. Thế nhưng theo ngày diệt vong tiến đến, các loại vật tư thiếu, quân sự sân huấn luyện khẩn trương đẳng điều kiện hạn chế, cái này huấn luyện đổi thành 10 ngày một lần. Vừa nghĩ tới lần đó mạo hiểm ngồi vũ trang phi cơ trực thăng trải qua, thẩm phi phi dạ dày liền không được tự nhiên co quắp khởi đến. Cái khác sang thi đại đội thành viên đô xếp thành hàng chuẩn bị đăng lên phi cơ, Thẩm Phi Phi lại một mình kéo cuối cùng, làm tiểu đuôi. Càng về sau, mọi người đô thượng máy bay, lại phát hiện tìm không được Thẩm Phi Phi. Ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Tiêu giật tìm nửa ngày, mới đem Thẩm Phi Phi theo sân bay một chiếc quân dụng phía sau xe buýt sách ra. Hừ! Sợ cao sao? Nhìn thấy Thẩm Phi Phi kia nhìn chầm chầm máy bay trực thăng sợ hãi ánh mắt, tiêu giật liền đoán được. Hơi một tư sấn, lần này, hắn trái lại thái độ khác thường không có ngạnh kéo thẩm phi phi lên phi cơ mà là đem nàng giao cho một sân bay tiểu chiến sĩ nhượng hắn nhìn nàng huấn luyện đi dạo bàn không sai chính là đĩa quay nữ nhân đừng làm cho ta coi kinh ngươi tiêu giật một bên vỗ đĩa quay mang theo vẻ mặt châm biếm cùng không thèm nhìn thẩm phi phi ta sẽ nhượng ngươi coi kinh sao biến thái thẩm phi phi hung hăng trừng tiêu giật liếc mắt một cái thề nhất định sẽ không nửa đường theo xoay tròn đĩa quay trên dưới đến. Này đĩa quay cũng không là nhà trẻ tiểu hài tử đồ mang ghế tựa đĩa quay, để liền thông thả chuyển động, chọc cho tiểu hài cạc cạc lạc cái loại đó. Mà là một loại cái bệ cố định trên mặt đất, dựng thẳng phóng, có mười mấy nang hoa hơn hai thước cao đại đĩa quay. Huấn luyện nhân có thể dùng hai tay bắt được nang hoa, hai chân dẫm ở nang hoa hòa chuyển luôn giữa khe hở trung cố định hảo, sau đó do chính mình hoặc là những người khác chuyển động luân bàn, tiến hành phòng mê muội, cân bằng huấn luyện. Đương Thẩm Phi Phi ở đĩa quay thượng chuyển động khởi tới thời gian, nàng mới biết mình đánh giá thấp loại vật này uy lực. Thẩm Phi Phi cũng không phải là từ nhỏ liền bắt đầu say xe vượng cao, kia đô là bởi vì nàng ham chơi. Nhớ một lần thượng tiểu học thời gian ham chơi, tan học, nàng không có đúng lúc về nhà, mà là vụn trộn hòa bạn nhỏ cắt chui được phụ cận công lập trong nhà trẻ ngoạn khởi nhà trẻ bạn nhỏ đồ chơi. Nàng còn đặc biệt thích ngoạn đĩa quay, ở một đĩa quay thượng ngây người có hơn 3 giờ, trong lúc không ngừng yêu cầu tiểu đồng bọn cắt giúp nàng chuyển A chuyển. Kết quả rất bi thảm, đương nàng hạ đĩa quay lúc liền cổ họng đau xót, một ngụm phun ra. Buổi tối về đến nhà, liền bắt đầu phát sốt, này một bệnh chính là một vòng. Từ đó, nàng lạc hạ bệnh căng, cái kiến đĩa quay liền đi trốn, cũng bắt đầu say xe vựng cao. Theo quê nhà lão nhân nói, nàng ngoạn đĩa quay ngoạn được chuyển ra một hồn phách, đến nay chưa hồi. Lúc đó thẩm phi phi tiểu, thật đúng là bán tính bán nghi, sau đó lớn lên, học được gì đó hơn, liền lại cũng không chịu tính hồn phách sự tình. Dần dần liền quên mất hồi bé sợ đĩa quay sự tình. Ai biết? Lần này lại để cho nàng thượng đĩa quay đi lên chuyển A chuyển, còn là dựng thẳng chuyển, phản chuyển, qua lại rất nhanh không ngừng chuyển. Trời cùng đất không ngừng ở trước mắt nàng trao đổi thoáng qua, ở đĩa quay thượng ngây người không đến một phút đồng hồ, đầu liền bắt đầu chóng mặt, ngực không ngừng bắt đầu khó chịu, dạ dày cũng kháng nghị khởi đến. Cộng thêm hồi bé khủng bố ký ức lại như thủy triều bàn lé ra đến, càng làm cho nàng khó chịu vô cùng. Ân, thẩm phi phi trống miệng, cứng rắn đem mạo đến cổ họng miệng nước chua nuốt xuống. Không thể phun, phun ra liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bạch bạch ở đĩa quay thượng chịu tội. Chỉ cần nàng phun ra, liền hội không có khí lực, phải xuống nghỉ ngơi, nàng kia định sẽ phải chịu cái kia biến thái cười nhạo, làm cho nàng ở trước mặt hắn thấp tức khắc. Phi phi nữ vương rất kiêu ngạo, tuyệt đối không sẽ ở tiêu giật cái kia biến thái trước mặt chịu thua. Bế chặt mắt, thẩm phi phi vận chuyển dị năng, nhưng nó ở toàn thân lưu chuyển. Đương nó vận hành đến dạ dày thời gian, dạ dày rõ ràng cảm giác dễ chịu không ít. Cổ họng cũng chẳng phải toan. Thế nhưng, hình như còn nhỏ ký ức luôn luôn ở trước mắt hoảng A hoảng, làm cho nàng an không dưới tâm đến, trong thân thể dị năng hình như theo tâm tình của nàng cũng hết đợt này đến đợt khác, chốc chốc hảo sử, chốc chốc không tốt sử. Rốt cuộc, tam 10 phút thời gian huấn luyện quá khứ, để quay dừng lại. Tiểu Diệp, Tiểu Diệp. Trong quân doanh chiến sĩ đều biết sang thi đại đội tới cái đẹp cô gái gọi tiểu diệp. Kêu nửa ngày, cái kia tiểu chiến sĩ nhìn thấy thẩm phi phi còn là phàn ở đĩa quay thượng không nhúc nhích, như là ngủ như nhau tỉnh mịch. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Thứ 49 tiết giao phong, nữ vương thắng được. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sân bay sân huấn luyện một người tuổi còn trẻ tiểu chiến sĩ tiến đến đĩa quay phía trước nhẹ khẽ đẩy hạ thẩm phi phi lại phát hiện nàng không có bất cứ động tĩnh gì gặp chẳng lẽ huấn luyện qua đầu đã xảy ra chuyện tiểu chiến sĩ trong lòng lột bột một tiếng lập tức chạy đến đĩa quay phía sau đi quan sát thẩm phi phi sắc mặt trời à đây là một cái dạng gì mặt a à, nguyên bản trắng nõn nhẹ nhàng khoan khoái tiểu cô nương lần này sắc mặt lại mà thường một tầng màu xanh hôi bại màu tự như giống như là nơi đóng quân ngoại những thứ ấy zombie sắc mặt. Vương tay, tiểu chiến sĩ nhẹ nhàng huyết hạ thẩm phi phi tráng, lập tức như là bị phỏng bình thường rụt về. Kinh hải được rất lớn lui về phía sau vài bộ, thiếu chút nữa thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất. Thế nào lạp? Là... Xa xa tiêu giật nhìn thấy, phi cũng tựa như triều bên này chạy tới. Tiểu diệp, nàng, nàng, không có nhiệt độ cơ thể, zombie, zombie tiểu chiến sĩ run rẩy cơ hồ là một chữ vừa đức nói ra sao có thể tiêu dật miệng thượng không tin sắc mặt lại là đại biến đến gần luân trên bàn người kia tiêu dật cũng thấy rõ ràng thẩm phi phi trên mặt biến hóa chẳng lẽ nàng bị lây hiện tại mới bắt đầu biến hóa lúc này tiêu dật hối hận vô cùng sớm biết nàng không thể thích ứng mấy thứ này sẽ không ép buộc nàng luyện tập này để quay hiện tại được rồi dẫn phát chiếm giữ ở nàng trong cơ thể virus phải đổi thành zombie này này tiêu giật cảm giác mình ngực bị đè nén rất khổ sở vô cùng mắc một trận ẩm ướt ân một trận nhẹ thân ngâm thanh theo thẩm phi phi trong miệng giật ra cả kinh tiểu chiến sĩ và tiêu giật một trận khẩn trương hoảng loạn thực sự muốn biến dị sao tiêu giật trấn định tình hình bên dưới tự lý trí trong nháy mắt chiến thắng cảm tình tay rung lên một phen cửu ngũ thức súng lục đã xuất hiện ở trên tay hắn đen nhánh họng súng đã nhắm ngay thẩm phi phi mi tâm lại thế nào cũng không hữu lực lượng khấu hạ cò súng thậm chí vi không thể ra nhẹ nhàng run rẩy chính mình đây là thế nào vì sao không hạ thủ được lúc này tiêu giật trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời nhìn thấy này thật nhỏ nhỏ yếu chọc người thương nữ nhân biến dị sao có thể khó như vậy quá như là vạn tiễn xuyên tâm như nhau đau chính là lúc trước biểu muội đã xảy ra chuyện, mình cũng không có như vậy khó chịu tâm tình. Thẩm Phi Phi chậm rãi trương mở rộng tầm mắt con ngươi, lại không công phu cố đến trước mắt họng súng, mà là tay buông lỏng, theo đĩa quay thượng lão đảo xuống. Hơn nửa ngày mới đứng vững gót chân, động tác lại không có zombie cứng ngắc trễ chắc Tiểu Diệp, thật tốt quá, ngươi không có việc gì đi. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi động tác lưu loát, chút nào không có zombie hành động đặc thù, tiêu giật trong lòng lập tức đại hỷ, cố không được trong tay còn cầm thương, một phen liền xông lên phía trước. Hai tay ôm tình huống còn có khả nghi thẩm phi phi, kích động hỏi. Đương nhiên không có việc gì. Thẩm phi phi không ngờ tới tiêu giật vậy mà xông lên ôm lấy nàng, trong lòng rung lên, sắc mặt lập tức một hồng, giải một chút gương mặt than chì sắc. Lại không có đẩy hắn ra, ngữ khí cũng mang theo chính mình cũng không biết dịu dàng. Ân, đây là vật gì được chính mình khó chịu như vậy thẩm phi phi ánh mắt rơi xuống chính mình trên cánh tay kia khối ngạnh ngạnh thiết vướng mắt thường thương là thương lập tức thẩm phi phi nhớ lại vừa vừa mới hạ luân bàn thời gian tiêu giật hình như cầm cái đông tây nhắm ngay chính mình mi tâm mà chính mình bởi vì mê muội cũng không có chú ý đến chỉ là ở trước mắt chợt lóe lên này tiêu giật vừa muốn giết ta thẩm phi phi trong lòng phát lạnh một phen đẩy ra còn ôm chính mình tiêu giật. Ngươi này biến thái, vừa lấy thương đối ta làm gì, nôn thẩm phi phi còn chưa nói hết lời, ở trong bụng vẫn cuồn cuộn gì đó sẽ không thể khống chế phun tới. Chua chua chất lỏng hỗn hợp mảnh vỡ cháo trạng thức ăn, dâng lên vẫy hướng trước mắt tiêu giật. Lập tức, một thân mới tinh sĩ quan đồng phục tác chiến tiêu giật bị phun được một thân đều là, may mắn, thẩm phi phi trắc khai một chút, độ cao lại không đủ, cho nên hắn đẹp để trên mặt còn chưa có vải lên đông tây. Nha, ngươi, ngươi, thẩm phi phi nhìn tiêu giật thảm dạng, có ý nghĩ nói một câu xin lỗi, nhưng nhìn đến hắn súng trong tay liền lại cũng không muốn cũng không nói ra được. Ngươi, ngươi, không có việc gì. Tiêu giật nhìn thấy thẩm phi phi phun ra kia một ngụm ô quế sau này, trên mặt dần dần khôi phục bình thường, còn chậm rãi nảy lên một tầng thiếu nữ ngượng ngùng bất an. Không có việc gì, liền đi luyện trượt khóa phi hành tiêu giật nhìn thấy chính mình lính mới phục bị thẩm phi phi làm hại không còn hình dáng, vừa nhu tình cũng trong nháy mắt bị đuổi đi, quán hận mặt âm trầm, lượt hạ một câu mệnh lệnh, mang theo một thân ô uế, xoay người bước nhanh triều phòng làm việc của mình đi đến. Ha ha ha, phía sau, truyền đến thẩm phi phi kiêu ngạo thắng lợi cùng cười trên nỗi đau của người khác thanh. Nữ nhân này thực sự là không thể nói lý. Tiêu giật mang theo nói lãm nhảm, càng đi càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy vội chạy trở về. Hừ, đáng đời. Ai kêu ngươi này biến thái lấy thương nhắm ngay bản nữ vương. Thẩm Phi Phi vừa ở luân trên bàn chuyển A chuyển, dị năng lần này cũng lúc linh lúc mất linh, khó chịu được quá, không có biện pháp chỉ có khởi động zombie thể trạng thái đến chống lại mê muội nôn mửa cảm giác. Nói, biến thành zombie thể thật đúng là hảo sử A, mê muội A, nôn mửa A các loại cảm giác trong nháy mắt liền không thấy tâm hơi. Thế là, thẩm phi phi bình yên rất qua này nửa giờ, không có bất kỳ khác thường cảm. Thế nhưng xuống đĩa quay, thu hồi zombie trạng thái hậu, cái loại đó mê muội cảm trong nháy mắt đánh tới, các loại khó chịu đô một miệng phun ra tới, đem hảo cái kia biến thái tiêu giật xui xẻo. Chạy đến phòng hậu, ở nhân không chú ý địa phương phóng ra mấy thủy cầu hảo hảo rửa xấu một phen, thẩm phi phi mới mỉm cười trở lại sân huấn luyện. Có lẽ là đã quen rồi các loại chuyển động hòa độ cao, lần này trên cao huấn luyện thẩm phi phi vậy mà không có bất kỳ không thích ứng bất lại đối cách cách mặt đất mấy chục thước cao trượt khóa phi hành có sợ hãi cảm liên tiếp mấy lần đô thuận lợi lướt qua tiếp được tới vũ trang máy bay trực thăng huấn luyện cũng giống như vậy thẩm phi phi đẹp hoàn thành các loại nhảy dù leo lên hạng mục nói cách khác phi phi nữ vương đã hoàn toàn khắc phục sợ cao e ngại vững vấn đề mừng thầm thẩm phi phi bao nhiêu có chút cảm kích cái kia biến thái nhất là vừa tiêu giật không đếm xỉ nguy hiểm ở tình huống không rõ thời gian ôm lấy của nàng cử động thẩm phi phi trong lòng một mềm mại tựa là có chút ấm áp chảy qua thế nhưng vừa nghĩ tới tiêu giật trong tay cái kia đen nhánh họng súng nhắm ngay nàng trong lòng nàng liền bắt đầu không được tự nhiên tất cả cảm kích cùng nhu tình hóa thành hư ảo đối với nhân loại đến nói zombie là bọn hắn vĩnh viễn kẻ địch mặc kệ những ngày qua thân mật chiến hữu còn là tình yêu cùng nhiệt bạn thân biến thành zombie cũng không thể có bất kỳ lưu thủ, cũng muốn giết không tha. Này Tiêu giật cử động mặc dù không có làm lỗi, thế nhưng kia đen nhánh họng súng còn là nhượng thẩm phi phi trái tim băng giá. Phi tộc ta loại, kỳ tâm tất dị, nhân loại hòa zombie quả nhiên không thể hài hòa ở chung. Phi phi nữ vương thở dài, không nghĩ nửa này phức tạp vấn đề, tiếp tục cùng Vũ Trang máy bay trực thăng phân cao thấp đi. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Thứ 50 tiết khoảng tỷ xuất sơn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 9 tháng đế, Resai Evil xảy ra 3 tháng, thẩm phi phi đi tới Thái kho căn cứ quân doanh cũng có hơn nửa tháng. Ngày này, rốt cuộc nên đón sang thi đại đội ngày lễ ngày nghỉ, mỗi 20 ngày nghỉ ngơi 2 ngày. Cởi trên người quân phục, thẩm phi phi ngủ vị trần tạp này sang thi đại đội phúc lợi ở toàn bộ căn cứ cũng không tệ lắm, chỉ là bán phân phối thủy thực sự quá ít. Sai Evil phát sinh hậu, giang nam các nơi hạ quá tuyết địa phương thủy nguyên cũng có ô nhiễm, các đại giang sông hồ nước thủy bất biết cái gì thời gian bên trong sẽ có zombie virus xuất hiện. Dùng để uống như vậy thủy nguyên, rất nhiều người sống sót đô biến thành trên đầu nhuốm máu đào zombie. này đó thủy chính là dùng nhiệt độ cao nấu phí tiêu độc nửa giờ cũng không tốt xử giặt quần áo gì gì đó đô hội dẫn phát thành phê bị nhiễm, xuất hiện zombie. Vì phòng ngừa căn cứ nhân lầm ẩm dùng lộn độc thủy, trong căn cứ không cần phụ cận lộ thiên sông Thủy Nguyên, mà là đánh vài miệng nước sâu tỉnh, dùng dưới đất 100 m trở xuống Thủy Nguyên. Chỉ là, này đó thủy an toàn thì an toàn, thế nhưng bởi mặt thế tiền nhân loại khai thác nước ngầm quá độ, mỗi lần cấp thủy đô đánh không được quá nhiều. Cho nên trong căn cứ nghiêm ngặt khống chế thủy sử dụng, mỗi người mỗi ngày dùng thủy lượng là cố định. Không nhiều, chỉ có hai cân. Này hai cân thủy, lấy đến uống cũng được, nếu như dùng để rửa xấu, giặt quần áo căn bản không có khả năng. Sang thi đội phúc lợi đãi ngộ so với những người khác muốn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng thủy cũng chỉ bán phân phối một người một ngày lục cân thủy. Bộ đội đặt chủng lượng vận động đại, mỗi ngày lưu rất nhiều hãng, nước uống cũng nhiều, điểm này thủy cũng vừa vừa mới đủ đến uống mà thôi cho nên, bọn họ y phục bình thường cũng là bất rửa. Thậm chí có thời gian, Thẩm Phi Phi còn có thể nhìn thấy bọn họ trên y phục rơi xuống hắc hắc nê khối. Nếu như thực sự cảm thấy trên người tạng khó chịu, này đó các chiến sĩ liền lấy một chén nhỏ, rót bán chén nước, lại lấy một tiểu khối tắm kỳ khăn dính vào một điểm thủy, sát a sát, cọ a cọ. Thẩm Phi Phi sơ đến nơi đây, nhìn thấy những đại hán này các như thế đáng thương, mỗi ngày cầm tiểu tắm kỳ khăn một chút sát, liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tục ngữ nói xú nam nhân, xú nam nhân, nam nhân cũng được, bất tắm còn có thể chịu được. Đại nóng thiên, nếu như nữ nhân một thời gian dài bất tắm, bất giặt quần áo lời, được là cái gì dơ bẩn bộ dáng A. Hoàn hảo, thẩm phi phi người mang toàn hệ dị năng, thủy hệ cũng là hạng nhất, tùy tiện ném cái thủy cầu ra liền có nước dùng. Cho nên rửa sấu tắm, giặt quần áo gì gì đó dùng thủy là không dùng sầu bất quá nàng cũng không thể thái bại lộ năng lực của mình, bởi vậy bình thường giặt quần áo thời gian chỉ đem xuyên ở bên trong quần áo rửa sạch, phía ngoài cùng huấn luyện đồng phục tác chiến gì gì đó, 20 ngày nhưng vẫn không rửa quá. Này bất, kia thân dính đầy bụi dơ bẩn ngoại bộ quần áo chính toàn thân mạo lượng lờ sưu vị, từ từ bay tới ngược đại thẩm phi phi bén nhạy mũi. Thật buồn nôn. Thẩm phi phi nhướng mày, rất bội phục mình nhiều ngày như vậy, cũng có dũng khí mặt này hành hạ nhân gì đó, chạy tới chạy lui. Hiện tại ngày nghỉ, không cần lại mặc nó, thế nhưng kia thân vị thật sự là thái làm người đau đầu. Thân đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ hòa hành lang không ai đi ngang qua, thẩm phi phi một cái lắc mình mang theo quần áo trên người tiếng phỉ thúy không gian. Dùng thủy, đại lượng thủy, cộng thêm bột giặt, hảo hảo đem quần áo trên người phao phao, sau đó lại dùng giặt quần áo bản dùng sức trà sát a trà sát, rốt cuộc đem kia thân khó nghe dơ bẩn hòa khí vị đi rụng lại làm cái hỏa hệ dị năng, hồng quần áo khô, sau đó lại rửa thư thư phục phục tắm nước nóng, thẩm phi phi mới hài lòng theo trong không gian đi ra đến. Rất thư thái, quần áo sạch làm cho cảm giác chính là không đồng nhất dạng A, thẩm phi phi thích ý thân duỗi người, quyết định đến chợ đi xem. Đi tới căn cứ hơn 20 thiên, còn chưa có hiểu biết một chút thái kho căn cứ tình huống cụ thể đâu, còn có, được thuận tiện tìm kiếm một chút người kia ra la hạo. Tỉnh giác tháng 9 khí trời không lạnh cũng không nóng không có phương bắc lạnh lẽo bất nại cũng không có đại phía nam khô nóng không chịu nổi mặc vào nhất kiện hơi mỏng thường phục trường tay áo sơ mi thẩm phi phi liền chuẩn bị xuất phát đẳng đẳng hình như còn thiếu chút gì nàng chiếu chiếu cái gương phát hiện thật dài áo choàng phát rất đáng chú ý thoáng cái là có thể làm cho người ta nhận ra đó là một cô gái thời loạn a còn là điều thấp cẩn thận một chút hảo thẩm phi phi theo không gian nhảy ra cái nam sĩ mũ lưỡi trai lại đem áo choàng phát săn ký thành một búi tóc dùng mũ chế trụ như vậy trong gương cô gái liền biến thành một cao gầy bạch diện thư sinh khi vương đại ca sớm thẩm phi phi và trước mặt mà đến râu quai nón gặp thoáng qua mỉm cười tự nhiên chào một tiếng sớm tiểu nha đầu ra a à. râu quai nón trước mắt sáng ngời liền thấy thẩm phi phi mặc một thân nam trang triều quân doanh bên ngoài đi đến hình như còn có chút nhàn nhạt sữa tắm hương vị, chẳng lẽ nàng tắm. Trâu quai nón nhìn chầm chầm thẩm phi phi bóng lưng như có điều suy nghĩ. Cũng là, một nữ hài tử đâu có thể nhớ hắn các những đại lão này da cắt như nhau mỗi ngày che một thân thối hãn, không để ý đâu. Bất quá, nàng từ đâu làm ra nhiều như vậy thủy đâu. Dự chi. Hình như không có khả năng. Quên đi không muốn, mặc kệ nó. Thái kho căn cứ là theo một tòa tiểu thanh sơn mà xây, trình hình nửa vòng tròn. Tận cùng bên trong địa phương, bên chính là quân doanh, bên phải nương tựa nó chính là căn cứ chính phủ khu làm việc hòa nhà của bọn họ thuộc khu. Quân đội có 10 vạn nhân, nhân viên chính phủ 10 vạn nhân tổng cộng đại khái có 20 vạn nhân khẩu tả hữu. Ở đây, xưng là nội hoàn thành. Bên ngoài một tầng là dựa vào này đó quân đội hòa chính phủ khu phụ thuộc nhân viên, cũng chính là trước đây nguyên ở dân những người này thật nhiều có lẽ là 30 vạn nhân khẩu. Tầng này xưng là Trung Hoàng Thành. Phía ngoài cùng một tầng, là các nơi đến đây đi nhờ vả người sống sót các, nhóm người này là tối đa, sắp tới hơn 100 vạn nhân khẩu. Nơi này được gọi là Ngoại Hoàng Thành. Nội Hoàng Thành là điều kiện chỗ tốt nhất, vô lượng xanh hóa còn là phố đô sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, trật tự rõ ràng, thậm chí là căn cứ tối thượng đẳng cấp đại thương trường đều ở trong này ở đây rất giống là mạc thế tiền phùng hoa thế nhưng rất có trật tự thành phố lớn trị an tốt đẹp hàng hóa sung túc đồ xa xỉ đông đảo vật giá cũng rất quý đương nhiên tới nơi này mua hóa nhân đều là áo mũ chỉnh tề không phú tất quý cuộc sống nhàn nhã an nhàn ở đây thường xuyên sẽ thấy một hoặc là hai rất eo xếp bụng các đại lão ôm một ít quần áo bại lộ sở sở động nhân cô gái ở thương trường vung tiền như rác đương nhiên ở đây nói, kim không còn là mặt thế tiền tiền mặt tiền giấy, vài thứ kia đã sớm lạng đường cái, không ai muốn. Bọn họ ném đều là chân chính vàng hoặc là gạo, cái khác lương thực loại gì đó. Quả nhiên, vàng là tối bảo đảm giá trị tiền gửi gì đó. Tục ngữ nói thịnh thế đồ cổ, thời loạn hoàng kim, hoàng kim vĩnh viễn là đồng tiền mạnh. Nhìn thấy hoàng kim, thẩm phi phi không khỏi vui vẻ, nếu bàn về hoàng kim A. À, ở đây ai còn có thể so sánh nàng rất có nói chuyện tư cách, muốn biết nàng không gian kia lý có hơn 300 cân hoàng kim đâu. Nếu như sớm biết, ở đây còn lưu thông hoàng kim, đến căn cứ tiền, nàng liền đi trước đánh cướp ngân hàng kim khố A, bảo đảm một khối cũng không cấp quốc gia lưu lại. Còn gạo gì gì đó, thẩm phi phi ở thương trường siêu thị cũng không thiếu cướp đoạt. Nói cho cùng, nàng, phi phi nữ vương hiện tại chính là cái rõ đầu rõ đuôi bạo phát hộ bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video